Bằng cách hy sinh một số điều trong cuộc sống, tôi đang lựa chọn. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình. Tôi xin chúc mừng ngày hôm nay với tình yêu trong trái tim tôi, vì đây là bí mật lớn nhất để thành công trong mọi việc. Sức mạnh có thể đập tan giáp trụ và ngay cả hủy hoại một cuộc sống. Nhưng chỉ có năng lượng không nhìn thấy được của tình yêu mới có thể mở đường lối vào tâm hồn của con người. Và trước khi tôi hoàn thiện được nghệ thuật này, tôi vẫn chỉ là một tên bán hàng giữa chốn chợ đời. Tôi sẽ làm cho tình yêu trở thành một vũ khí mạnh mẽ nhất của tôi, và không một ai có thể chống lại được sức mạnh của nó. Sự suy lý của tôi, họ có thể tính toán. Lời nói của tôi, họ có thể không tin. Bề ngoài của tôi, họ có thể coi thường. Khuôn mặt của tôi, họ có thể ghét bỏ. Và ngay cả việc tranh luận với tôi có thể khiến họ hồ nghi. Nhưng với tình yêu, tôi sẽ làm cho trái tim họ tan đi băng giá như ánh mặt trời làm dịu ấm những ngày đông giá. Và làm sao tôi sẽ làm được điều này? Kể từ đây, tôi sẽ nhìn mọi việc với tình yêu và tôi sẽ được tái sinh. Tôi sẽ yêu mặt trời vì nó làm ấm da thịt của tôi. Tôi sẽ yêu ánh sáng vì nó soi sáng lối tôi đi. Tôi sẽ yêu bóng tối vì nó cho tôi thấy được những vì sao. Tôi sẽ đón chào hạnh phúc vì nó mở rộng trái tim tôi. Tôi sẽ khoan dung với nỗi buồn vì nó mở lối cho tâm hồn tôi. Tôi sẽ đón lấy các tưởng thưởng vì chúng là của tôi. Và tôi sẽ chào mừng các trở ngại vì chúng là thử thách của tôi. Và tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ chúc tụng kẻ thù của tôi và họ trở thành bằng hữu tôi. Tôi sẽ cổ vũ bạn bè tôi và họ trở thành anh em tôi. Tôi sẽ luôn tìm thấy lý do để tán thưởng, sẽ không bao giờ phải cúi mặt vì đã gièm pha. Tôi sẽ tự cắn phải lưỡi mình khi tôi chỉ trích. Và khi tôi ca tụng, tôi sẽ thật lớn tiếng hân hoan. Đó là cách mà chim muông, gió biển và mọi tạo vật hát khúc tụng ca dành cho tạo hóa. Tôi không thể cùng nói một giọng như vậy với con cái của tạo hóa sao? Kể từ nay, tôi sẽ ghi nhớ bí mật này và nó sẽ thay đổi cuộc đời tôi. Tôi xin chúc mừng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi. Tôi sẽ phản ứng ra sao với hành vi của người khác? Với tình yêu là vũ khí của tôi để mở lối vào trái tim của con người. Tình yêu cũng sẽ là giáp trụ của tôi để chống lại những mũi tên của sự ganh ghét. Những mũi giáo của sự giận dữ, lo lắng và nản chí sẽ trở thành những giọt mưa êm ái khi chạm vào áo giáp của tôi. Giáp trụ của tôi sẽ bảo vệ tôi trên chốn chợ đời và nâng đỡ tôi khi cô độc. Nó sẽ nâng tôi lên trong những khi nản chí và làm lắng dịu tôi trong những khi thèm muốn. Nó sẽ càng lúc càng mạnh mẽ hơn và vững chắc hơn với thời gian. Cho đến một ngày tôi sẽ để nó sang một bên, bước đi thong dong giữa những ranh mảnh của cuộc đời. Và khi đó tên tôi sẽ được treo cao trên đỉnh của cuộc đời. Tôi sẽ đối diện với con người ra sao? Chỉ có một cách, trong im lặng. Tôi sẽ ghi nhận họ và thầm nói là tôi yêu họ. Trong im lặng, những lời này sẽ sáng lên trong mắt tôi, đem nụ cười đến trên môi tôi và làm âm vang giọng nói tôi. Và rồi trái tim của họ sẽ mở ra với tôi. Và ai có thể nói không với tôi khi trái tim họ đã cảm nhận được tình yêu của tôi? Và trên hết, tôi sẽ yêu bản thân mình. Khi đó tôi sẽ quan sát cẩn thận tất cả những gì thâm nhập vào thân thể, trí óc, tâm hồn và trái tim tôi. Không bao giờ tôi thả lỏng cho xác thịt của mình. Tôi sẽ ấp ủ thân thể với sự trong sạch và chừng mực. Không bao giờ tôi để cho trí óc mình bị dẫn dắt bởi tội lỗi và chán nản, mà tôi sẽ nâng tâm hồn mình lên với sự hiểu biết và khôn ngoan của năm tháng. Không bao giờ tôi để cho trái tim tôi tự mãn và hài lòng, mà luôn nuôi dưỡng nó bằng suy tư và khấn nguyện. Không bao giờ tôi để cho trái tim mình teo tóp và cay đắng. Tôi sẽ chia sẻ nó để lớn lên và ngày càng nồng ấm hơn nữa. Từ đây tôi sẽ yêu mọi người, mọi ganh ghét bị bỏ lại, để tôi không còn thời gian mà ghét bỏ. Tôi chỉ có thời gian để yêu. Tôi đã bước cái bước đầu tiên để được ở giữa con người. Với tình yêu, tôi sẽ có được tất cả những gì tôi mong ước. Nếu tôi không có được những phẩm chất nào khác nữa, tôi sẽ thành công với chỉ với tình yêu mà thôi. Không có tình yêu, tôi sẽ thất bại, cho dù có sở hữu mọi khôn khéo và hiểu biết của tất cả con người. Tôi xin chúc mừng ngày này với tình yêu trong trái tim tôi, bằng cách hy sinh một số điều trong cuộc sống. Tôi đang lựa chọn, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để có thể vươn tới những gì tôi thật sự mơ ước. Hy sinh là một trong những điều khó nhất mà tôi sẽ phải thực hiện trên con đường dẫn tới thành công. Để đạt được những điều mình mong muốn, tôi sẽ phải mất đi một số điều khác. Muốn trở thành người khỏe mạnh, tôi phải hy sinh cảm giác ngất ngây và dễ chịu của khói thuốc. Muốn trở thành một người có tri thức tốt, tôi phải bớt rong chơi để dành thời gian cho học tập. Khi nói đến sự hy sinh, tôi nghĩ đến ông bà, cha mẹ, những người đã dành hết tâm sức của mình để chăm lo, dạy dỗ con cháu nên người. Tôi nghĩ đến những người phục vụ trong quân đội đã chấp nhận mạo hiểm, đánh đổi cuộc sống của mình để bảo vệ quê hương đất nước. Tôi nghĩ đến các thầy cô, những người đã từ bỏ những công việc đem lại cuộc sống sung túc hơn để theo đuổi việc dạy dỗ giáo dục thế hệ trẻ, những người học trò thân yêu.
Tôi nghĩ đến những bác sĩ không quản ngày đêm đi chữa trị cho những người nghèo ở những vùng hẻo lánh, những nhà báo đã không quản nguy hiểm đến tính mạng, những dòng thông tin mang lại sự công bằng cho con người, những tình nguyện viên khắp nơi trên thế giới, những trái tim nhân ái đã dành thời gian và cả tuổi thanh xuân của mình để cứu giúp người khác, hay làm cho đời sống tinh thần của mọi người phong phú, vui tươi hơn. Hy sinh là một phần tất yếu trong cuộc sống. Mọi khát khao của tôi đều phải được trả bằng một cái giá nào đó. Một mơ ước thành hiện thực cũng đồng nghĩa rằng tôi đã phải từ bỏ một số điều nhất định. Khi cân nhắc những điều phải từ bỏ, tôi sẽ có cơ hội biết được ước muốn của mình mãnh liệt đến thế nào. Nếu kết quả cuối cùng xứng đáng, thì sự hy sinh của tôi sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ thực hiện hơn. Chỉ có tôi mới có thể quyết định được tôi sẵn sàng mất đi thứ gì để chiến thắng. Tôi đã sẵn sàng bỏ đi những thú vui tiêu khiển để thực hiện mục tiêu của mình. Để thành công thì tôi phải tập trung vào công việc hiện tại, ghi nhớ mục tiêu và quên đi những thú vui nhất thời. Có một số người mặc dù đã chạy xe về đến nhà nhưng luôn dừng ở trước nhà khá lâu vẫn không vào nhà. Lý do là người đó chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian ít ỏi đó nghĩ đến bản thân. Và khi người đó bước vào nhà, họ sẽ mang theo trách nhiệm của người cha, người con, người chồng của gia đình trên vai. Khi về đến nhà thì tôi sẽ quên đi công việc, tập trung cho gia đình tôi. Còn khi ở chỗ làm thì tôi sẽ quên đi gia đình để tập trung vô công việc. Tôi tách cả hai ra để cả hai cùng phát triển. Tôi sẽ không e ngại dành ra vài phút trong ngày để đọc to mục tiêu của mình lên. Có thể trong cái nhìn của người khác, tôi đang làm những việc kỳ quặc. Nhưng điều này không quan trọng đối với tôi, vì tôi biết tôi đang làm gì. Đây là cách tôi trả giá cho tương lai của tôi. Bằng những việc đơn giản như vậy sẽ giúp tôi thành công. Vì vậy tôi không còn so sánh cuộc đời của người khác với cuộc đời của tôi. Tôi biết rằng nếu tôi có suy nghĩ chỉ muốn làm một người bình thường thì chỉ cần nỗ lực vừa đủ đáp ứng mục tiêu của tôi đưa ra như vậy là ổn. Còn nếu tôi muốn trở thành người thành công thì tôi phải chấp nhận hy sinh nhiều hơn người khác. Tôi chỉ muốn có một lần, nhưng một lần cũng là đủ vì tôi sống đúng với khát khao và ước mơ của tôi. Người thành công luôn đặt mục tiêu dài hạn và họ biết rằng những mục tiêu đó không đơn thuần là kết quả của những thói quen ngắn hạn họ làm hàng ngày. Thói quen không chỉ là những việc làm mà nó phản ánh chính bản thân tôi. Nếu tôi không bao giờ thử và chấp nhận cơ hội hoặc cho phép giấc mơ của mình thành hiện thực, tôi sẽ không giải phóng được tiềm năng thật sự của mình. Vì vậy, thế giới cũng chẳng bao giờ được lợi từ những thứ lẽ ra tôi có thể làm được. Hãy thực hiện ý tưởng của mình, đừng sợ thất bại và dĩ nhiên cũng đừng sợ thành công. Người thành công biết họ phải chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời mình. Dù xuất phát điểm thế nào, điểm yếu ra sao và từng thất bại bao nhiêu lần, chịu trách nhiệm là điều duy nhất tôi có thể thành công. Vì bao biện sẽ chỉ hạn chế và ngăn cản sự phát triển. Tương lai thuộc về những người có thể học thêm kỹ năng và kết hợp chúng theo những cách sáng tạo. Người thành công luôn đầu tư khá nhiều thời gian trong ngày để phát triển tư duy, học kiến thức mới, kỹ năng mới và thay đổi quan niệm để khiến cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Tôi luôn ghi nhớ điều này, tôi của ngày hôm nay không thể là tôi. Thành công trong một đêm chỉ là chuyện hoang đường. Người thành công biết rõ những bước tiến nhỏ liên tiếp mỗi ngày sẽ đưa họ đến cái đích cuối cùng. Đó là lý do nên vạch ra kế hoạch cho tương lai. Nhưng hãy tập trung vào ngày gần nhất và cải thiện dần dần. Lướt web và xem TV suốt ngày đang là căn bệnh của xã hội ngày nay. Những việc này sẽ khiến tôi xa rời cuộc sống và mục tiêu của mình. Tôi sẽ giảm thiểu sự tiếp xúc của mình với những thứ đó và dành thời gian cho những việc có thể làm giàu cuộc sống của tôi. Sẽ chẳng thể đến được đích nếu cứ dừng lại và ném đá vào bất kỳ con chó nào đang sủa. Người thành công biết điều này và đó là lý do họ chọn một thứ, chỉ tập trung vào nó, dù đó là một ý tưởng kinh doanh, một cuộc trò chuyện hay luyện tập, đó là việc bắt buộc. Người có thành tựu nhỏ phải hy sinh nhỏ, người đạt thành tựu lớn phải hy sinh lớn và người vĩ đại phải hy sinh rất nhiều. Người thành công biết rằng để đạt mục tiêu, họ phải nói không với rất nhiều công việc, hoạt động và đòi hỏi từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trong ngắn hạn tôi có thể phải từ bỏ nhiều thứ, nhưng khi nhìn thấy thành quả sẽ biết việc này là xứng đáng. Tôi là kết quả trung bình của 5 người tôi dành thời gian nhiều nhất bên họ. Những người tôi tiếp xúc sẽ góp phần hình thành nên tôi là ai. Nếu tôi dành thời gian với những người không bằng mình, thành công của tôi sẽ giảm xuống. Ngược lại, nếu giao lưu với những người thành đạt hơn, dù có khó khăn tôi cũng sẽ thành công hơn. Vì thế, tôi sẽ nhìn xung quanh và xem có phải thay đổi điều gì hay không. Chẳng có gì là hoàn hảo cả, dù cố gắng đến mấy, nỗi sợ thất bại sẽ ngăn cản một người hành động và sáng tạo. Và rất nhiều cơ hội sẽ biến mất nếu cứ đợi điều thích hợp xảy ra. Hãy hy sinh những gì cần thiết để đạt được thành công.